Này mình thấy cái chỗ mà đăng ký miễn phí nè, này đăng ký kiếm tiền miễn phí nha các bạn, nhấn vào mình điền họ, tên tên thì gồm định lót thì cái tên của mình, email của mình ha. Email thì như mình đã hướng dẫn với nhiều bạn thì nhiều bạn không biết email của mình ở đâu, thì trong cái điện thoại của mình đó các bạn, thì mình có để video clip ở bên dưới mô tả đó, bạn nào không biết thì vào xem hướng dẫn coi những địa chỉ Gmail của mình ha. Đang giờ mình chọn tên nước Việt Nam này ha. Mật khẩu đi, nhầm nhầm mật khẩu nè, xe buýt nè, xác minh nè. Bạn đăng ký thì các bạn nhớ ghi lại mật khẩu tên rồi email rồi nha các bạn, để một thời gian là các bạn quên á. Giờ mình đăng ký, giờ mình cũng ghi lại nha. Mình đã đăng ký xong rồi, giờ mình đợi xác minh Gmail nữa hả. Mình vào email để xác nhận nha các bạn. Đây, vô Gmail nè, bạn thấy chữ Ola City không? Đây này. Mình nhấn vô đây rồi nó có cái dòng xanh xanh này, Activation Link này, các bạn nhấn vào đây. À, này mình tắt nè, mình tắt rồi mình quên mở miệng lại không. Đó, rồi mình nhấn vào đây. Đó. Chào mừng bạn đã trở lại đăng ký thành công. Bạn chỉ cần điền email ra cái mật khẩu của bạn là bạn sẽ đăng nhập rồi nha. Thôi chúc các bạn đăng ký thành công nha. Bạn nào có xem qua thì nút đăng ký để xem những video mới nhất của mình nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.